chào tất cả các bạn. Hôm nay Anna sẽ quay cái video clip này hoàn toàn với một mục đích cá nhân. Bản thân Anna cao 1m65 và Anna nặng khoảng từ 58 cho đến 60 cân tùy từng thời kỳ, tức là tùy từng thời điểm khác nhau. Bây giờ đang là 8 giờ sáng ngày 6 tháng 8 năm 2019 và lúc này thì Anna đang có mục tiêu là Anna sẽ giảm được 4 cân trong 2 tuần. Nhìn thấy nó đang chỉ là 0 kg đúng không? Bây giờ Anna sẽ đứng lên. Thấy là Anna hiện tại đang nặng khoảng 60 cân gì đấy. Đúng chưa? Đó. Đó. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 8 năm 2019. Và như vậy thì bạn đã biết cân nặng của Anna hiện tại là Anna nặng khoảng 60 cân và Anna sẽ tiến hành giảm cân trong vòng 2 tuần. Đây là hoàn toàn là một mục đích cá nhân và nó không liên quan gì đến những liệu trình mà Anna đang hướng dẫn các bạn. Bởi vì khi Anna hướng dẫn các bạn là để an toàn, các bạn chỉ giảm 1 kg cho 1 tuần thôi. Tức là bình quân các bạn sẽ giảm 4 cân một tháng, nhưng bây giờ Anna sẽ đẩy gấp đôi quá trình lên. Mình là chuyên gia mà, cho nên là mình có thể điều chỉnh rất là nhiều thứ. Cái đặc điểm quan trọng trong cái lần ép cân này đó là: thứ nhất, bạn có ép cân vì mục đích gì không? Anna hoàn toàn hài lòng với cái thân hình hiện tại của mình. Thế nhưng mà lý do Anna ép cân là bởi vì Anna sắp tham gia một cuộc thi. Và Anna nghĩ là nếu mà Anna ốm đi một tí thì Anna sẽ mặc nhiều những cái trang phục đẹp hơn. Điều thứ hai là tiên quyết là mình luôn luôn phải ăn, chứ không phải là mình nhịn. Mình phải ăn và mình phải lựa chọn những loại thực phẩm mà phù hợp để mình ăn, hỗ trợ mình trong quá trình giảm cân và mình còn phải làm việc nữa. Cái điều thứ ba là phương pháp này là phương pháp tập trung vào việc ăn, cho nên nó không phải là một phương pháp mà chúng ta sẽ đến phòng tập rồi chúng ta sẽ ép trong một ngày tập được bao nhiêu calo đó, mà đây là bạn hoàn toàn có thể vận động. Vận động là để cho cơ thể của bạn, các cái chu trình bên trong nó diễn ra nhanh hơn, và chúng ta vẫn hơn 80% là tùy thuộc vào chế độ dinh dưỡng của hàng ngày của mình. Và chắc chắn rằng Anna sẽ còn gặp lại các bạn trong những video sau này, trong suốt hành trình 15 ngày này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Hai, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bữa sáng của Anna nhé. Bạn có thể thấy là bữa sáng của Anna thì gồm có những loại như là cần tây này, dưa leo này, ớt chuông, táo và mạ lúa mì. Trong chế độ mà giảm được 2 cân trong một tuần á, thì Anna sẽ chỉ ăn có một nửa trái táo cho mỗi bữa thôi. Tức là lượng trái cây nó chỉ chiếm bằng khoảng 1/5 so với cả lượng rau củ quả. Anna nặng 60 cân nhưng mà cái chỗ này thì phải 8 lạng. Và Anna sẽ ăn hết trong buổi sáng. Và đồng thời thì Anna uống thêm mạ lúa mì, vì Anna rất là cần những cái dưỡng chất ở trong mạ lúa mì, còn giúp cho mình có một ngày hoạt động sôi nổi, làm việc hiệu quả nữa, chứ không phải là mình chỉ có mỗi việc ăn với việc giảm cân. Sau khi mà ăn xong cái này thì thường là cơ địa của chúng ta sẽ cảm thấy nó hơi bị hàn, hơi bị lạnh một chút. Do là trong cái thời gian là 15 ngày này Anna sẽ ăn rất là nhiều những cái loại rau củ quả khác nhau. Bởi vậy cho nên là Anna uống thêm trà Yo 2 của Yobo. Và để mà giảm 2 cân cho một tuần thì Anna sẽ tăng gấp đôi cái độ đặc của trà. Bình thường các bạn được hướng dẫn là pha khoảng 30g trà nấu với khoảng 1,5 lít nước. Thì bây giờ Anna sẽ là pha là 60g trà nấu với 1,5 lít nước thì nó sẽ ra cái màu đậm như thế này. Và trà này bạn hoàn toàn có thể nấu thành 2 lần nhé. Tức là nấu một lần một rồi xong bạn có thể nấu lần hai để bạn lấy nước bạn uống tiếp, chứ không cần phải bỏ đi đâu. Anna vừa mới test lúc nãy xong, bạn hoàn toàn có thể nấu được 2 lần. Hai các bạn, chiều nay Anna sẽ ăn gì? Chiều nay thì Anna không ăn cơm, bởi vì là chiều nay Anna có một cái bữa ăn ở nhà người bạn nhất định phải đi, cho nên là Anna phải chuyển cái bữa chế biến ra thành bữa tối. Thế còn bữa trưa này thì Anna sẽ ăn cái này gọi là Smart Meal của Anna, này sản phẩm mới của Anna, gồm có những cái loại hạt này, là gồm có hạnh nhân này, hạt điều này, bí đỏ, hạt bí, dừa sấy. Cái dừa sấy này là dừa xuất khẩu nhá. Cả Việt Nam này mình chỉ mua được khoảng 1-2 nơi có cái dừa sấy này thôi. Dừa sấy không đường và nó màu trắng. Rồi ở đây mình cũng có cả yến mạch nữa. Đó. Có rất là nhiều những loại hạt trong này và đều là những cái loại hạt mà giàu protein, giàu chất béo thiết yếu, nhưng mà không có đường. Rồi, Anna sẽ ăn với cái gì ạ? Anna sẽ ăn yến mạch này với cả ngũ cốc Yo 1 của Yobo. Đây là ngũ cốc Yo 1 của Yobo. Đó. Và mình sẽ mix vào với nhau để mình ăn. Đương nhiên thì một số bạn mà đang không ép cân khoảng 2kg một tuần, mà bạn chỉ ép khoảng trung bình 1kg một tuần á, thì bạn có thể ăn cái Smart Meal này với cả sữa chua không đường, bạn có thể ăn. Còn đây là cái đồ tươi mà Anna sẽ ăn kèm thêm. Đó,
đây là đồ tươi mà Anna sẽ ăn kèm thêm, bạn nhìn bạn có thể thấy đúng không, cái lượng nó vẫn vào khoảng 800g nhé. Tức bây giờ mình sẽ ăn nhiều hơn trọng lượng cơ thể của mình, ăn khoảng 800g. Trong trường hợp mà các bạn ăn cái bữa này vào bữa tối thì buổi trưa của chúng ta sẽ ăn đồ chế biến. Và tối nay thì bởi vì Anna ăn cái thực phẩm chế biến cho nên là tối nay Anna sẽ chụp cho các bạn xem là nếu mình ngồi ở trong một mâm cơm với gia đình thì mình có thể ăn cái gì khi mà mình đang muốn ép khoảng 2 cân một tuần nhé. Ngoài 3 bữa chính ra thì trong ngày mình còn ăn thêm cái gì nữa? Đầu tiên bạn có thể nhìn thấy là hai chai nước ép này của Yobo. Hai chai nước ép này, cái chai màu đỏ đỏ này là từ ớt chuông, táo và cà rốt. Còn chai màu xanh này á là có nguyên liệu là từ cần tây này, mạ lúa mì này, dưa leo, một chút táo và cải, và thêm một vài giọt chanh nữa. Thì hai cái chai này nó sẽ giúp cho Anna tăng cường cái việc mà thanh lọc và làm sạch cơ thể. Bởi vì để mà giảm được mỡ nhanh á thì cái việc mà đào thải độc tố là một cái phần vô cùng quan trọng. Nếu như bạn ở xa và bạn không có nước ép trái cây để uống, không có nước ép rau củ để uống, phải nhớ rằng là tỷ lệ rau bao giờ cũng phải nhiều gấp 3, gấp 4 lần so với cả tỷ lệ trái cây ở trong cái chai nước ép này. Nếu bạn không có nước ép này thì bạn sẽ thay bằng trà của Yobo, trà Yo 2. Còn ngoài ra đây, tất những cái loại hạt này là những cái loại hạt mà mình cần phải chuẩn bị sẵn để mình ăn bất kể lúc nào mình cảm thấy đói thì mình sẽ ăn vặt bằng những cái loại hạt này. Hạt điều này, nhân óc chó vàng, nhân óc chó đỏ, rồi hạnh nhân và maca, đây là những cái thứ mà mình sẽ ăn thêm trong ngày. Ở trong trường hợp mà bạn đói thì bạn hoàn toàn có thể là ăn tăng thêm ngũ cốc của Yobo. Bất kể lúc nào bạn cảm thấy đói, bạn hãy ăn thêm một phần ngũ cốc của Yobo cộng với cả Smart Meal của Yobo. Hai cái đặc thứ đó không hề làm bạn béo nhưng mà sẽ làm cho bạn đủ năng lượng để hoạt động cho cả ngày dài. Alo, nếu mà một bữa tối mà mình ăn cơm, mà cả nhà mình đang ăn cơm như vậy thì trong cái mâm cơm như thế này thì mình có thể ăn được những cái gì nhá? Trước tiên là cái chỗ rau này là bạn sẽ phải chấn hết này, vì là cái chỗ rau này thì sẽ đủ cái lượng rau cho bạn, rau xanh cho bạn. Sau đó cái canh này mình cũng có thể ăn được, đây là canh với cả nấm cho nên bạn hoàn toàn có thể ăn được. Thế còn đối với cá này thì có hai loại cá, thì đều là cá chiên, nếu mà mình có cá hấp thì sẽ tốt hơn, còn nếu như mà không á, bạn chọn một trong hai á, thì bạn chọn phần nạc bạn ăn và bạn thuê ăn cá này đi. Cá này khả năng là ít dầu mỡ hơn. Ngoài ra bạn vẫn có thể ăn được khoảng nửa chén cơm đến một chén cơm tùy bạn nhé. À, bạn đang có một món nữa. Mình có một món nữa là món thịt và trứng, thì đương nhiên trứng là bạn ăn được rồi, hoàn toàn có thể ăn được. Còn thịt thì bạn phải chọn phần nạc để bạn ăn. Tóm lại tất cả cái lượng mà thức ăn bạn ăn nó chiếm khoảng một lạng là được, thì nó không ảnh hưởng gì đến quá trình giảm cân, ép cân của bạn cả. Còn bạn nào mà cảm thấy rằng là mình chỉ có thể ăn rau với ăn canh không thôi cũng đủ rồi, thì cũng hãy nhớ là mình hoàn toàn có khả năng thêm khoảng một vài thìa cơm, không ảnh hưởng đến quá trình giảm cân của mình nhé. Và nhớ rằng đây là phương pháp giảm cân, mình sẽ sử dụng tinh bột và mình vẫn phải ăn tinh bột trong cái quá trình suốt quá trình này. Như vậy sẽ khiến cho bạn có thể được ăn cả thế giới mà bạn vẫn giảm được cân, và không làm cho cái quá trình giảm cân này trở thành cái điều gì đấy quá là khắc nghiệt và làm cho bạn cảm thấy buồn tẻ đến mức độ, hoặc là khó khăn đến cái mức độ mà bạn sẽ từ bỏ nó. Xin chào và hẹn gặp lại trong ngày mai. Hi, xin chào các bạn. Hôm nay là ngày thứ 2 của cái cách thức mà Anna muốn giảm 2kg trong một tuần liên tiếp trong vòng 2 tuần. Dễ nhớ đúng không ạ? Và bây giờ thì Anna đang chuẩn bị bước lên cân để xem là ngày hôm nay nó có giảm được lạng nào không. Và Anna cũng đang hồi hộp. Chúng ta cùng bước lên bàn cân với Anna nhé. Và đây là cái cân, bây giờ Anna sẽ bước lên cân xem nha, để xem là ngày hôm nay mình giảm được bao nhiêu lạng. Đây để Anna zoom to ở đây lên cho bạn xem. Đấy, Anna đã giảm 1 cân. Bạn thấy không? Đấy, còn 59 cân thôi. Yeah. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tâm sự mỏng xem là làm thế nào mà sau một ngày có thể giảm được 1 cân nhá. Trước tiên là bạn thấy đấy, phương pháp này không có đòi hỏi bạn phải nhịn ăn. Tức là nếu mà bạn để ý thì bạn đã thấy rằng là Anna ăn rất là nhiều loại. Và đặc biệt là Anna vẫn ăn tinh bột. Nếu mà cái bữa cơm ở nhà bạn Anna vào tối hôm qua, thực ra Anna vẫn ăn gần một chén cơm, chén bự nhá, và ăn rất là nhiều canh, thức ăn và rau. Sau đó thì mình không bị cảm thấy là quá thèm, và sáng nay ngủ dậy mình cũng không còn cảm thấy là mình quá bị thèm cái món chế biến. Cho nên là luôn luôn Anna hay khuyến khích và hướng dẫn các bạn là mình phải duy trì một ngày một bữa nấu. Một ngày một bữa nấu, và cái bữa chính xác nhất là nó phải diễn ra vào bữa trưa mới đúng chứ không phải là bữa tối. Bởi vì là cái bữa tối thường là mình ăn trễ,
May rằng là hôm qua thì Anna ngủ trễ và Anna ăn cũng khoảng 6:30, cho nên là nó vẫn còn có thể chấp nhận được. Tất nhiên trong trường hợp mà thi thoảng bạn có một bữa chế biến bạn ăn vào bữa tối thì lúc đó nó cần phải cách cái giờ bạn đi ngủ 4 đến 5 tiếng thì nó mới đảm bảo được. Và bạn hãy nhớ rằng là mình ăn đồ tươi không có nghĩa là mình ăn tất cả các loại, mình phải ăn những cái loại nào có tính kiềm, có nhiều nước và giúp có khả năng thanh lọc cơ thể. Anna vẫn duy trì uống trà một ngày 1,5 lít, nhưng mà cái độ đặc của trà đặc lên gấp đôi. Anna vẫn uống ngũ cốc, hôm qua thì Anna chỉ uống một lần ngũ cốc vào bữa trưa thôi, bởi vì hôm qua Anna có ăn thêm cái Smart Meal là sản phẩm mới của Yobo. Và hôm nay thì Anna sẽ ăn sáng đúng theo tiêu chuẩn là gồm có rau củ và ngũ cốc, và bữa tối cũng vậy. Còn bữa trưa thì hôm nay Anna sẽ ăn cơm, và hôm nay Anna nghĩ rằng là Anna sẽ ăn cơm với cả là canh cá, bởi vì cái cá đấy mình sẽ ăn được nhiều hơn, và nó là cá hấp, nó sẽ hỗ trợ cho mình trong cái quá trình mà mình giảm cân hơn. Và bạn hãy nhớ rằng là bạn vẫn ăn và bạn cân bạn vẫn được giảm, chứ không phải là bạn nhịn ăn. Rồi có thể là ngày mai mình sẽ giảm được 1 cân nữa thì sao, Anna cũng không biết được. Ngày mai bạn hãy quay trở lại đây để có thể theo dõi nhá. Và nếu như mà bạn chưa bắt đầu thì hôm nay bạn có thể bắt đầu cùng với Anna được rồi đấy. Bạn có thể sau Anna 1-2 ngày, nhưng mà bạn sẽ vẫn có thể luôn luôn xem lại video clip này. Và bạn biết không, cái cách mà mình làm tức là mình phải tuyên bố với thế giới bên ngoài là tôi có từng đấy cần cần phải giảm, tôi chắc chắn là sẽ giảm được và tôi thực hiện như thế nào. Cái thứ hai là gì, tất cả những gì mà Anna làm thì Anna không hề giấu giếm bạn. Bây giờ Anna sẽ quay cho bạn những cái bữa ăn của Anna và bạn sẽ biết luôn, là có thể nhìn thấy luôn, trực quan sinh động luôn là bà ăn như thế nào và bà giảm được như thế. Và rất là nhiều người khác cũng như vậy chứ không phải một mình Anna, rất nhiều người khác cũng như vậy. Và Anna tin chắc rằng là bạn sẽ có kết quả giảm cân rất là nhanh chóng khi thực hiện phương pháp này. Ngày hôm qua biểu hiện đầu tiên á, là Anna đi tiêu nhiều hơn và đi tiểu cũng nhiều hơn, và cái bụng của mình sáng nay dậy là cảm thấy nhẹ nhõm và trong người cảm thấy thanh thản hẳn. Tối nay ăn gì? Tối nay mình đã đi tập và đi tập về thì tự nhiên mình lại thấy hết đói, không thấy đói, cho nên là tối nay mình sẽ ăn 4 trái ớt chuông. Ớt chuông nó có một cái độ ngọt rất là dễ chịu, và bạn nào mà chưa ăn được thì chỉ cần làm mỗi một động tác thôi, đó là đưa vào miệng miếng ớt chuông đầu tiên và bạn sẽ thấy rằng ớt chuông vô cùng dễ ăn, cực kỳ đơn giản luôn. Anna có khoảng 2.000 khách hàng một năm và khách hàng nào cũng nói là không ăn được ớt chuông, nhưng mà thực tế cho thấy rằng là các khách hàng đều ăn ớt chuông và sau khi nếm thì đều cảm thấy vô cùng bất ngờ vì không ngờ nó lại dễ ăn đến thế. 4 trái ớt chuông thì tương đương với khoảng 8 lạng á. Và chỗ này là đã bị ăn mất khoảng 1/3 rồi. Và bây giờ sẽ ăn tiếp. Xin chào các bạn. Hôm nay là buổi sáng ngày thứ 3 và Anna đã bắt đầu được cái thách thức của mình trong vòng 2 ngày rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cân xem là ngày hôm qua Anna giảm thêm được bao nhiêu nhá. Hôm qua thì Anna thấy rằng là Anna không đi tiêu nhiều lắm, không đi tiểu nhiều lắm, không ra mồ hôi nhiều lắm, bởi vì hôm qua thì không, thời tiết ở đây rất là lạnh. Thì không biết là mình có giảm được lại nó hay không thôi. Và chúng ta sẽ cần phải cân đo cái buổi sáng ngày hôm nay, sau đó chúng ta sẽ có cái điều chỉnh cái thực phẩm mình ăn trong ngày, để nếu cần tăng cường chúng ta sẽ tăng cường lên. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước lên cân nhá. Để Anna zoom lên cho các bạn xem. Và ngày hôm qua thì Anna đã giảm thêm được nửa cân nữa. Tổng số cân nặng Anna giảm được trong 2 ngày là 1,5 kg. Và bạn thấy đấy, Anna vẫn ăn và vẫn ăn rất là nhiều ở đằng khác. Với cái tốc độ này thì chắc chắn là Anna sẽ đạt được cái mục tiêu là giảm 2 kg trên 1 tuần. Tuy nhiên thì Anna nghĩ là Anna sẽ làm tăng cái độ khó của mình lên, và Anna sẽ làm tăng cái tốc độ giảm cân của mình lên, thách thức bản thân mình hơn. Anna sẽ đặt mục tiêu mới, không phải là 2 kg một tuần nữa, mà sẽ là 3 kg, 4 kg một tuần. Và bây giờ mình cứ đặt mục tiêu là 4 kg một tuần đi, để xem là trên thực tế mình sẽ đạt được như thế nào. Và bạn nào mà muốn tăng mục tiêu lên, tăng độ khó lên từ 3 đến 4 kg một tuần thì bạn sẽ gặp lại Anna trong video tiếp theo nhé. Bây giờ Anna sẽ đi chuẩn bị thực phẩm, điều chỉnh cái thực phẩm mình ăn trong ngày để làm sao mình có thể giảm, tăng lên được cái tốc độ từ 3 đến 4 kg một tuần. Hi, xin chào các bạn. Vậy là sau 2 ngày Anna đã giảm được 1,5 kg. Thế nhưng mà Anna đã muốn kéo giãn cái mục tiêu của mình ra, tức là Anna sẽ tăng mục tiêu của mình là từ 3 đến 4 kg một tuần, mà cụ thể là Anna sẽ đặt mục tiêu cho chính mình là 4 kg một tuần. Và mình vẫn phải đảm bảo là mình phải ăn uống chứ không phải là mình không ăn.
Thế thì Anna sẽ điều chỉnh như thế nào đây? Đầu tiên là bạn có thể thấy rằng là hôm nay Anna đã chuẩn bị lượng trà là tăng gấp đôi. Tức là hai ly này là khoảng 1 lít và cái độ đặc của nó cũng đặc hơn so với cả bình thường. Thì cái ly này mình sẽ uống trong vòng từ buổi sáng thôi, tức là từ sáng cho đến khoảng 12 giờ là sẽ uống xong cái phần trà này. Tiếp đến là bạn có thể thấy đĩa rau của Anna là hôm nay nó đã to hơn. Đĩa rau này là Anna cân lên là khoảng 1 cân. 1 cân thì gồm có những loại nào ạ? Hôm nay Anna đã bỏ hết tất cả những loại trái cây đi, chỉ còn lại rau thôi, đó là ớt chuông này, cần tây sống á và dưa leo mà mình sẽ phải ăn như thế này. Ban đầu bạn sẽ nhìn thấy và bạn sẽ bảo rằng ôi làm sao mà có thể ăn được 1 cân cho một bữa. Thực ra thì thứ nhất á, tất cả những loại này là những loại mà có hơn 90% là nước. Khi bạn ăn vào thì chủ yếu là bạn sẽ nhận được nước và vitamin enzyme, chứ còn phần bã của nó ít lắm. Bởi vì chính vì ít như vậy cho nên là bạn sẽ ăn được. Ngoài ra thì Anna có chuẩn bị là một nửa trái cà rốt bé bé để ăn kèm vào. Cà rốt thì nó không phải là water rich food, nhưng mà nó cũng là một trong những cái loại mà mình có thể ăn vào để tăng được cái độ xơ lên. Và nó cũng làm cho mình cảm giác cả đỡ ngán hơn khi ăn những loại nhiều nước này, mình nên có một chút để ăn kèm. Thế còn bên cạnh bạn cũng thấy đây là ngũ cốc, Anna vẫn uống. Và đây là Smart Meal. Trong Smart Meal này á, tại sao nó đã không làm cho bạn mập? Trong Smart Meal này đặc biệt là rất là cần với những cái bạn mà hay làm việc trí não thường xuyên. Bạn thấy đấy, mình có maca này, có hạt bí này, có dừa sấy trắng, có yến mạch, có hạnh nhân. Và khi mà mình ăn như thế này thì nó cung cấp cho mình đầy đủ những cái chất xơ cũng như là omega 3, axit béo và có cả một lượng protein là chắc chắn là có rồi. Và khi mà bạn ăn kèm như thế này thì bạn có thể như sau. Đầu tiên, ưu tiên số 1 là đầu tiên là bạn sẽ uống ngũ cốc, bởi vì trong dạ dày của chúng ta khá là cần cái lượng tinh bột này để tránh được những cái nguy cơ là bạn có một số bạn nói rằng là cơ địa của bạn nhạy cảm, bạn không ăn nhiều những cái loại này thì các bạn sẽ bị đau dạ dày. Thực ra là không có đâu, vì tất cả những loại này đều là tính kiềm hết. Nhưng mà anyway thì mình cứ uống thêm ngũ cốc bởi vì chúng ta cần tinh bột cho hoạt động sống. Tiếp đến là chúng ta sẽ ăn thêm hạt giả dích từ giờ cho đến khoảng trong. Anna nghĩ là món này Anna phải ăn khoảng 1 tiếng mới hết được. Còn hai cái ly nước này thì rõ ràng là trà là phải nóng. Và mình sẽ uống trong buổi sáng, mình sẽ uống hết 1 lít. Và ngày hôm nay thì Anna sẽ tăng tổng cái lượng trà của Anna uống lên là 2,5 lít trong một ngày, chứ không phải là 1,5 lít nữa. Và Anna sẽ ăn bữa sáng và bữa trưa hôm nay thì Anna sẽ ăn rau củ quả thôi, ăn đồ tươi thôi. Và mỗi bữa là 1 cân. Thế còn thực ra bữa chiều nay thì Anna có một cái hẹn đi ăn. Vậy thì chúng ta sẽ phải làm gì khi mà chúng ta có một cái hẹn đi ăn và chúng ta lại phải ngồi vào mâm cơm để ăn? Thì chiều nay các bạn sẽ thấy rằng là Anna sẽ xử lý như thế nào trong cái tình huống là mình đang giảm cân mà mình muốn đi ăn tiệc. Và mục tiêu mới của Anna là 4kg một tuần nha các bạn nhé. 4kg một tuần chứ không phải là 2kg một tuần giống như là mục tiêu cũ nữa. Bạn nào mà muốn giảm cân giống như Anna thì hãy follow và hãy tiếp tục theo dõi những video tiếp theo nhé. Xin chúc các bạn sẽ giảm cân thành công. Và hãy nhớ rằng là bạn cần phải có một động cơ rất mạnh mẽ. Những cái động cơ mà khiến bạn có thể gạt bỏ tất cả những cái ý kiến rằng là mình không ăn được cái loại này, mình không ăn được cái loại kia, rồi mình không thể ăn một lượng lớn như thế được. Nếu như bạn vẫn đang còn cảm thấy là bạn không ăn được một cái đĩa này giống như Anna thì rõ ràng là khao khát giảm cân của bạn chưa lớn lắm. Hoặc là mục tiêu của bạn chỉ là khoảng 1kg một tuần, 2kg một tuần. Còn ở đây thì Anna đã tăng cái độ khó lên nhưng mà vô cùng an toàn, bởi vì bạn vẫn ăn. Cái việc mình ăn nhiều chất xơ này sẽ giúp cho chúng ta có thể tăng cường cái cường độ trao đổi chất lên. Và hãy chờ xem, hãy chờ và theo dõi kết quả, sau đó tự bạn sẽ có cái lựa chọn phù hợp cho bản thân mình. Hi, xin chào các bạn. Và hôm nay là kết thúc ngày số 3 rồi, chúng ta sẽ cùng cân xem là Anna có giảm được lặng nào không nhá. Đây, để Anna zoom lại cho các bạn xem. Đấy, bạn thấy không ạ? Vậy là ngày hôm qua thì Anna giảm thêm được nửa cân nữa. Và sau 3 ngày thì Anna giảm tổng cộng là 2 cân. Tất nhiên là Anna đã đạt được cái mục tiêu là giảm 2 cân một tuần rồi. Nhưng mà như hôm qua Anna có nói thì Anna đang tăng cái độ khó lên. Và mục tiêu đặt ra là giảm 4kg một tuần. Vậy là các bạn đã thấy là Anna giảm được 2kg sau 3 ngày. Và trong 3 ngày này là mỗi ngày Anna vẫn ăn một bữa chế biến. Cái việc mà nếu như chúng ta ở trong chế độ detox và một ngày chúng ta chỉ ăn hoàn toàn là rau củ quả thôi thì chắc chắn là bạn sẽ giảm cân được rồi. Nhưng mà có rất nhiều khách hàng nói rằng là họ ở xa và họ không có điều kiện để sử dụng nước ép của Yobo. Bởi vậy cho nên là chị Anna ơi, làm thế nào để em có thể giảm cân hiệu quả được đây? Thế thì Anna đã làm một cái trải nghiệm trên chính cái cơ thể của mình. Và trong 3 ngày vừa rồi thì Anna cũng giống như các bạn, Anna cũng có những bữa cơm phải ăn với gia đình. Và vì vậy cho nên là
Anna có 2 bữa là phải ăn một bữa tối, chỉ có một bữa ngày thứ hai là Anna được ăn một bữa trưa thôi. Và trong cái điều kiện như vậy, mình vẫn phải làm sao đó để đảm bảo được cái việc giảm cân của mình. Và kết quả cho thấy rằng là bạn hoàn toàn có thể tin tưởng và tiếp tục cái hành trình này. Anna sẽ tiếp tục để trong cái hành trình mà giảm được 4kg một tuần. Đây đúng là một thách thức của Anna. Tại sao vậy? Bạn có thể theo dõi và bạn có thể quan sát này, cái thể trạng của Anna. Thực ra Anna không còn có quá nhiều mỡ dư, ngay cả ở phần eo này, ngay cả ở phần bụng và ngay cả phần ở dưới cánh tay thì bản thân Anna cũng không còn quá nhiều mỡ dư nữa. Như vậy thì sẽ làm cho Anna giảm cân dễ hơn hay khó hơn so với một số bạn? Nếu như bạn đang dư khoảng 10 cân, 15 cân, 5 cân thì cái việc mà giảm được cái số lượng kg đầu tiên á, nó rất là nhanh. Ví dụ bạn đang dư 10 cân hoặc 15 cân thì bạn giảm khoảng 5-7 kg đầu nó sẽ rất là nhanh. Nhưng khi còn lại khoảng 2-3 kg cuối á, giống như khi mà bạn giống như Anna này, mình không còn cái gì gọi là mỡ chỗ nào, quá nhiều chỗ mỡ thừa để mà đốt nữa, thì cái quá trình đốt cháy nó sẽ chậm lại và cái quá trình siết cơ nó sẽ tăng lên. Đúng cái lúc như vậy á thì mình sẽ cảm thấy khó khăn vô cùng, và mỗi lần đứng lên cân mình sẽ cảm thấy là mình giảm cân ít hơn. Còn đối với những cái người mà đang còn có nhiều mỡ để mà đốt á thì đứng lên cân rất là sướng, cứ mỗi lần lên cân bạn lại cảm thấy bạn giảm được 1-2 cân. Và bạn biết không, cái việc mà giảm một cân mỡ với việc giảm một cân cơ á, là cái cảm giác của nó khác hoàn toàn nhau. Trong cái quá trình mà sử dụng chế độ dinh dưỡng của Yobo thì phần mỡ mình bị giảm đi, thế nhưng phần cơ của mình lại tăng lên. Đó, nó có hai việc đều diễn ra đồng thời. Cho nên là đôi khi có một số khách hàng là cân không giảm xuống nhưng mà người săn chắc hơn, và khi cân in body test thì họ thấy rằng là cái lượng cơ ở trong cơ thể của họ tăng lên. Thì đương nhiên bản thân Anna cũng vậy. Đây cũng chính là cái chế độ dinh dưỡng mà làm cho Anna sau khi sinh con lấy lại vóc dáng của mình thì mình vẫn có thể tiếp tục giữ được cái bụng phẳng. Và Anna biết rằng là cho dù là chúng ta có ở size nào, chúng ta to hay chúng ta nhỏ, chỉ cần cái bụng của mình phẳng, chỉ cần mình có đường cong thì mình vẫn sẽ đẹp theo cái cách riêng của mình, đúng không ạ? Anna làm được, bạn sẽ làm được. Anna chỉ còn dư có một ít cân thôi mà Anna giảm được 2 cân trong vòng 3 ngày. Thì chắc chắn nếu bạn đang dư nhiều cân, bạn đang có nhiều mỡ để đốt thì bạn hoàn toàn có thể giảm nhiều hơn được Anna. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong một vài phút để xem là hôm nay Anna sẽ chuẩn bị dinh dưỡng như thế nào nhé. Đây là đĩa rau củ quả mà sáng nay Anna sẽ ăn. Cái chỗ này khoảng 1 cân và không có trái cây, bởi vì Anna đang muốn đẩy nhanh hơn nữa cái tốc độ giảm cân của mình. Bạn thấy này, ớt chuông này, dưa leo và cần tây. Có rất nhiều bạn không ăn được cần tây sống nhé. Anna cũng mới ăn được cần tây khoảng cách đây 3 ngày sau khi mà quyết tâm là giảm, tăng cái tốc độ giảm cân của chính mình lên. Và đây là một nửa trái cà rốt, để cho nó có một cái độ đặc nhất định ở trong cái phần rau của mình. Và đây là ngũ cốc của Yobo, ngũ cốc Yo 2 của Yobo. Còn đây là trà. Chỗ này thì bạn có thể thấy chỗ này nó khoảng 2 cái ly này đều là trà, cộng lại thì nó vào khoảng 1 lít trà. Và chỗ này Anna sẽ ăn từ sáng cho đến khoảng, thực ra Anna ăn phải 1 tiếng mới xong được cái đĩa rau này. Và mình ăn, mình có thể vừa ngồi vừa làm vừa ăn, nó sẽ làm giảm cái áp lực là mình chỉ có ăn không, và mình ăn hết lúc nào mình cũng còn không hay biết nữa. Còn Anna thì chùm uống nước rồi, cho nên là uống những thứ này rất là dễ. Rồi di chuyển đến bữa trưa thì bữa trưa Anna sẽ ăn cơm, và trưa nay Anna sẽ quay cái bữa cơm của Anna cho các bạn xem. Còn bữa xế tầm khoảng 3 giờ Anna ăn cái gì? Tầm khoảng 3 giờ thì Anna sẽ uống một chai nước ép rau của Yobo, một shot mạ lúa mì. Đương nhiên là trà là phải uống rồi. Và vì Anna đang muốn tăng cái tỷ lệ giảm cân của mình lên, cho nên Anna sẽ uống 2 ly như thế này. Trong từ khoảng 2 giờ chiều cho đến 5 giờ chiều uống 2 ly thế này, là tổng trong một ngày mình uống khoảng 1 lít rưỡi trà. Và Anna ăn thêm các loại hạt. Anna thích ăn hạt điều và óc chó. Anna sẽ ăn khoảng 20 hạt. Hoặc là một số bạn mà thích cái smart meal, cái bữa ăn từ hạt của Yobo á, thì trong đấy nó có cả luôn cả maca này, hạnh nhân này, hạt bí này, rồi có cả yến mạch, thì nó sẽ tăng hàm lượng chất xơ, nó sẽ nhiều hơn. Thì bạn cũng có thể ăn bữa đấy. Thì bữa đấy giống như là cái ngày hôm qua Anna vẫn ăn á, thì Anna có hướng dẫn các bạn rồi. Và đây là bữa tối của Anna. Anna bữa tối thì vẫn có ngũ cốc này. Buổi tối thì thường Anna không ăn dưa leo và cần tây, mà tối nay thì Anna sẽ ăn thêm salad. Và salad mà Anna ăn thì Anna sẽ không cần phải trộn với sốt, mà Anna ăn với cả hạt điều. Các bạn hãy cuộn một lá salad vào một cái hạt điều, bạn ăn bạn sẽ thấy rằng là nó ngon và nó bùi vô cùng. Còn trong trường hợp mà bạn cảm thấy ăn salad như vậy nó quá nhạt và khó thì bạn có thể ăn thêm với sốt mè rang, nhưng mà bạn hãy chấm thật ít thôi nha. Mình hạn chế tối đa cái việc mà mình đưa những cái đồ chế biến vào trong cơ thể của mình.
mình chỉ tập trung đồ chế biến trong một bữa của một ngày thôi. Đây chính là bí quyết này. Bí quyết là bạn sẽ chỉ đưa đồ chế biến, thực phẩm chế biến tại bữa ăn thông thường một bữa trong ngày thôi. Và như thường lệ, ớt chuông và một chút cà rốt vẫn còn. Cà rốt bạn không nên ăn nhiều đâu nhé. Bình thường ăn để thế kia, nhưng mà thường ăn nào cũng chỉ ăn 2-3 cọng thôi. Nếu mà bạn không cảm thấy là nó, cái bụng của mình bạn không cảm thấy quá lỏng thì bạn không cần ăn cà rốt, bởi vì bạn dù sao cà rốt cũng là ở củ, mà củ thì nó cũng có chứa rất là nhiều tinh bột. Đây, bữa tối của Anna. Hi, chào các bạn. Và hôm nay là kết thúc ngày thứ tư rồi, mình sẽ cùng nhau cân xem Anna có giảm được lại nào không nhé. Để Anna zoom lại cho các bạn xem. Vậy là hôm qua là Anna không có giảm thêm được lạng nào hết. Vậy là bạn thấy là Anna chỉ giữ nguyên được cân nặng trong ngày hôm qua thôi. Tức là nguyên ngày hôm qua mình không giảm được lạng nào. Thế nguyên nhân ở đây là gì? Thực tế thì tất cả chúng ta đều có những cái mức cân nặng cân bằng. Và trong suốt cuộc đời á, cân nặng của chúng ta sẽ di chuyển quanh cái mức đó. Cái mức 58 cân là mức mà Anna đã giữ ở trong khoảng 5 đến 7 năm. Và chính bởi vì cái thời gian mà mình giữ ở cái mức cân đấy quá dài, cho nên cái việc vượt qua nó trở thành một cái hỗ trợ rất là mạnh. Nên là vượt qua cái hỗ trợ này thì nó là một cái việc không đơn giản. Vậy chúng ta phải làm điều gì để Anna có thể đâm thủng được cái sàn là 58 cân? Thực ra rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục làm những gì mà mình đang làm. Tức là mình tiếp tục ăn theo đúng chế độ một ngày một bữa chế biến và hai bữa đồ tươi, cộng với uống trà, cộng với uống ngũ cốc, cộng với uống nước ép rau củ quả. Và mình sẽ tiếp tục báo hiệu cho cơ thể của mình biết là cái mong muốn của mình là muốn giảm thêm. Như vậy thì chúng ta sẽ chờ đón xem là ngày mai thì cân nặng của Anna sẽ như thế nào nhé. Hi, hôm nay là ngày thứ 5 rồi và chúng ta sẽ cùng nhau bước lên cân để xem là kết quả của Anna thay đổi như thế nào nhé. Vậy là Anna chỉ giữ nguyên được cân nặng trong 2 ngày vừa rồi thôi và Anna có một chút sốt ruột. Đồng thời Anna cũng hiểu được là cái nồng độ hormone lectin và insulin, hai cái nồng độ hormone mà kích thích đốt cháy mỡ bên trong cơ thể của mình, cần thời gian dài hơn để mà hạ xuống. Chính bởi vì vậy cho nên là Anna đã nói rằng là nếu mà giảm 2kg một tuần thì nó trong tầm tay, còn giảm 4kg một tuần thì nó cần phải có một cái sự điều chỉnh đặc biệt hơn để có thể đẩy nhanh được cái tốc độ mà giảm hormone lên gấp đôi. Trong cái quá trình mà giảm cân thì bạn cũng cần phải quan tâm đến những yếu tố khác nữa, như là cái giấc ngủ của bạn có ngon hay không này, tinh thần của bạn có minh mẫn thoải mái hay không, làn da của bạn như thế nào, và cái tỷ lệ cơ mỡ. Riêng cái tỷ lệ cơ mỡ này, khi bạn thực hiện chế độ này, bạn có thể tăng từ 0,7 cho đến 1,5kg cơ trong một tuần và giảm được 2% cho đến 4% mỡ ở bên trong cơ thể. Bạn hãy tin ở mức độ trải nghiệm, hãy nghi ngờ lời Anna nói và hãy cân trước và sau khi bạn bắt đầu cái liệu trình này để bạn cảm nhận được cái sự thay đổi bằng số và bằng máy có thể đo được. Bạn cũng cần phải kiểm tra xem là cái vòng bụng của mình nó có săn chắc và gọn gàng hơn không. Đây, ví dụ bạn có thể tìm bằng cái cách là bạn hãy nhéo những cái phần cơ và mỡ ở phía trước vùng bụng của mình ở phần hai bên. Hàng ngày hãy kiểm tra, một ngày Anna kiểm tra 5, 7, 10 lần gì đó. Và nếu mà bạn đang có nhiều mỡ để giảm thì chúc mừng bạn, bởi vì cái tốc độ giảm nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều với một cái thể trạng giống như là Anna. Chắc chắn rằng Anna cần phải có điều chỉnh để mà thay đổi và đẩy nhanh hơn được cái việc giảm cân này rồi. Anna sẽ vẫn target mục tiêu là 56kg. Và một lát nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau để xem Anna thay đổi cái chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt của mình trong hôm nay như thế nào. Anna chỉ còn 2 ngày nữa thôi là kết thúc tuần này rồi, cho nên là mình cần phải có một cái sự thay đổi chiến thuật nào đó. Xin hẹn gặp lại các bạn trong một vài giây lát nữa nhé. Và đây chính là cái lượng thực phẩm mà trong bữa sáng Anna sẽ ăn. Trà là như thế này, Anna sẽ uống 2 ly như thế này từ giờ cho đến khoảng tầm 11 giờ trưa nhá. Sau đó rồi thì Anna sẽ uống thêm một ly này nữa. Ly này là khoảng 300ml. Ly này là gồm có 3 loại là cần tây, dưa leo và ớt chuông Anna ép ra. Cái đĩa rau này thì khoảng 7 lạng. Hôm nay Anna cần muốn tăng cường cái lượng những cái loại rau củ quả có những cái nhân tố kích thích đốt cháy mỡ. Anna muốn đưa vào bên trong cơ thể nhiều hơn cho nên Anna đã tăng cường thêm bằng nước ép. Và một ngày hôm nay thì Anna sẽ ăn 3 bữa rau củ quả như thế này. Lượng trà, tổng lượng trà trong ngày Anna vẫn uống là khoảng 2,5 lít. Và Anna sẽ uống khoảng thêm khoảng 2 ly rau củ quả như thế này nữa, tức là 2 ly này. Trong ngày nếu mà đói thì Anna sẽ ăn thêm các loại hạt như là hạt điều, hạnh nhân, mắc ca, óc chó. Đồng thời nếu như mà bạn vẫn cảm thấy đói
bạn có thể giữ bữa trưa. Còn bản thân Anna hôm nay, Anna cảm thấy Anna không muốn giữ bữa trưa. Nếu cần thiết phải ăn thì Anna sẽ ăn thêm một chút cá hấp. Còn nếu mà không thì Anna sẽ giữ nguyên chế độ như thế này để có thể đẩy nhanh lên được, giảm được 2 cân trong 2 ngày cuối cùng của hành trình 7 ngày này. Hi. Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày mà Anna phải kết thúc cái thách thức giảm cân trong 1 tuần của mình. Và Anna rất là hồi hộp. Bởi vì sao? Bởi vì ai khi mà đặt ra một cái thách thức cũng muốn là mình có thể chinh phục được cái thách thức đấy cả. Thôi, dũng cảm lên. Chúng ta cùng nhau bước lên cân nhá. Chúng ta cùng bước lên cân để xem Anna giảm được bao nhiêu cân sau 1 tuần này nhá. Để Anna zoom lên cho các bạn xem. Và Anna đã giảm được đúng 4kg sau 1 tuần. Ha ha, bạn hoàn toàn có thể yên tâm vào phương pháp của Anna nhé. Và như vậy là tất cả các bạn đều thấy rằng là Anna đã giảm được 4kg sau 1 tuần. Và 4kg này đối với Anna nó thực sự là một cái thách thức. Bởi vì ngay từ đầu bạn cũng biết rằng là Anna không có tích mỡ nhiều. Nhiều mỡ dư thừa ở vùng bụng này, phần hai bên eo và phần ở cánh tay. Tuy nhiên sau khi mà giảm được 4kg thì mình cũng thấy là cái vòng eo của mình, đặc biệt là cái vòng eo của mình nó thay đổi rất là rõ rệt. Đấy, nó thay đổi rất là rõ rệt. Và mình cũng cảm thấy là trong người của mình nhẹ nhõm hơn rất là nhiều. Lại tiếp tục soi một ngày 8-9-10 lần. Và cái việc mà mình giảm cân làm sao khi mà tinh thần của mình vẫn thoải mái, mình vẫn cảm thấy vui vẻ, mình vẫn cảm thấy ăn ngon miệng và ngủ ngon. Đồng thời là da của mình nó vẫn có độ bóng và độ đàn hồi, cũng như là giữ được vòng một của mình là một cái thách thức mà không phải là phương pháp giảm cân nào cũng có thể thực hiện được. Chỉ có những phương pháp giảm cân mà cung cấp đầy đủ dưỡng chất và cung cấp đầy đủ lượng nước cho cơ thể của mình, đồng thời kích thích cái quá trình đốt cháy mỡ thực sự thì nó mới có thể làm được điều đấy mà thôi. Qua cái thách thức này thì Anna xem nó như là một món quà để dành tặng cho tất cả các bạn. Những bạn mà đang còn chần chừ, đang còn e ngại với cái việc giảm cân, thực ra chỉ cần các bạn có trong đầu là sẽ có trên tay. Anna nhắc lại rằng là chúng ta chỉ cần có trong đầu là chúng ta sẽ có trên tay. Nếu như Anna tăng cái độ khó lên từ 2 cân đến 4kg một tuần thì ngày hôm nay sau một tuần Anna cũng không thể nào giảm được 4kg, đúng không ạ? Quan trọng là mình đã dám đặt ra mục tiêu và mình dũng cảm, mình cam kết thực hiện cái mục tiêu đó. Và bạn cũng thấy đấy, để mà cái hormone ở bên trong cơ thể của mình, leptin, insulin, hai cái loại hormone kích thích mỡ này nó có thể giảm được tương ứng và nó ổn định được, thì không phải là chúng ta giảm được 4kg một tuần rồi thế là chúng ta quay trở về cái chế độ ăn cũ. Bởi vì sao? Bởi vì là nó cần thời gian dài hơn để hiểu được là cái cơ thể của mình đang thực sự mong muốn điều gì. Ví dụ như Anna đã cân bằng ở trong cái mức mà từ 58 đến 60 cân trong vài năm rồi. Thế thì bây giờ để mà Anna có thể cân bằng được ở mức 56 cân thì Anna tiếp tục phải duy trì chế độ giảm cân này và chế độ ăn một ngày một bữa. Vào bữa trưa và bữa sáng, bữa tối thì mình ăn thực phẩm tươi, mình uống ngũ cốc. Trong ngày mình phải uống trà. Bất cứ lúc nào mà mình cảm thấy là mình cần phải tăng tốc hơn thì mình sẽ thêm một vài những cái loại nước ép rau củ quả chuyên biệt để hỗ trợ cho cơ thể của mình có thêm nhiều nguyên liệu để có thể đốt cháy mỡ và đào thải độc tố tăng cường hơn nữa. Như vậy thì các bạn đã có một cái case study rất là mạnh. Một cái người mà thể trạng không còn tích nhiều mỡ vẫn có thể giảm được 4kg một tuần. Thì chắc chắn rằng là bạn, nếu trường hợp bây giờ bạn đang dư 5 cân, 10 cân, 15 cân thì bạn hãy yên tâm thực hiện liệu trình đi. Và chắc chắn là bạn sẽ có kết quả giảm cân chỉ cần bạn thực hiện đúng hướng dẫn. Các bạn cũng nhớ rằng là Anna không khuyến khích các bạn giảm 4kg một tuần giống như Anna. Anna là chuyên gia dinh dưỡng và Anna hoàn toàn có thể tự điều chỉnh được cái chế độ của mình, bao gồm là chế độ sinh hoạt, chế độ vận động và chế độ ăn uống. Thế nhưng mà bạn ở xa và bạn, chúng ta không có thời gian thường xuyên mà gặp nhau, cho nên khi mà bạn đưa ra một cái thách thức để mà giảm cân cho chính mình á, thì bạn hãy đưa ra thách thức là gì? 1kg một tuần, 2kg một tuần, nó sẽ làm cho cái hành trình của bạn cực kỳ êm ả, đơn giản, dễ thực hiện. Và cứ mỗi tuần bạn bước lên cân, bạn lại cảm thấy bạn nhẹ hơn 1 cân, 2 cân. Cứ mỗi tuần bạn bước lên cân, bạn lại cảm thấy bạn nhẹ hơn được một chút. Khi mà như vậy á, thì tổng cái cân nặng của bạn, nếu bạn có 8kg, thực ra bạn cũng chỉ cần từ 6 cho đến 8 tuần thôi. Nếu bạn đang dư khoảng 15kg, bạn sẽ cần khoảng 3 tháng. Và chúng ta cần phải cho cơ thể của chúng ta cái thời gian đủ dài để mà cơ thể này hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Và Anna xin chúc bạn sẽ thành công trong hành trình giảm cân của mình. Và hãy nhớ rằng là bạn luôn luôn có được sự đồng hành của Anna cũng như đội ngũ tư vấn của Yobo. Hãy tin ở mức độ trải nghiệm